chương 471, tam đại chiến thần, cảnh giới chi kém. Huyền tiêu đại đế nói, vào đi. Chỉ gặp một vị thân hình khôi ngô, người mặc chiến giáp màu bạc, áo choàng màu bạc, cầm trong tay ngân quan chiến kích nam tử đi tới. Nam tử uy phong lẫm liệt, khí thế bàn bạc, trên thân thần uy phát ra, để thương tử ngôn cảm giác được một trận ngạc thở cảm giác, thậm chí là đến khó mà thở tình trạng. Vẹn vẹn chỉ là đi tới, trong lúc vô hình mang cho thương tử ngôn áp lực lại lớn như vậy. Thương tử ngôn hai mắt nhắm lại, muốn nhìn rõ ràng nam tử khuôn mặt, phát hiện căn bản làm không được bởi vì vô luận hắn thấy thế nào người sau gương mặt đều là mơ hồ hiển nhiên đây là một vị thần linh đồng thời thương tử ngôn đã suy đoán ra vị này thần linh thân phận huyền tiêu thần điện trước mắt có tam đại chiến thần người mặc chiến giáp màu bạc cầm trong tay ngân quan chiến kích là tam đại chiến thần đứng đầu hiên thiên chiến thần ở trên chiến hạm thương tử ngôn liền nghe ngóng rất nhiều liên quan tới thương tộc tin tức thương tử nguyên cùng thương trần phong bọn người biết đến cũng không ít thiên thiên chiến thần đầu tiên là tùy ý liếc qua thương tử ngôn liền đem sau lưng áo choàng màu bạc hất lên trong tay trái chiến kích cắm trên mặt đất quỳ một chân trên đất bẩm đại đế thiền định đại sư lại hiện thân đồng thời hy vọng đại đế chân thân tiến đến trao đổi lui xuống trước đi đi huyền tiêu đại đế thản nhiên nói trong lời nói không chứa bất cứ tia cảm tình nào thiên thiên chiến thần lui ra thương tử ngôn lập tức cảm giác một trận mất tự nhiên thần linh nhìn thấy đại đế đều quỳ một chân trên đất hắn cái này có chút huyền tiêu đại đế cũng không thèm để ý nói kiếm giới xuất thế so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh hơn một chút đồng thời đã không cách nào lại trì hoãn cũng liền một hai năm thời gian ngươi tranh thủ đem tu vi tăng lên tới bán thánh cảnh viên mãn bao quát bất diệt chiến thể thương tử ngôn gật đầu con nói nhất định dốc hết toàn lực ngươi còn có cái gì nghi hoặc huyền tiêu đại đế đạo thương tử ngôn nghĩ nghĩ nói liên quan tới kiếm thần điện huyền tiêu đại đế đạo thủ cánh tay vung lên kiếm thần điện liền từ thương tử ngôn khí trì bên trong bay ra rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chính tầng kiếm thần điện, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, tại trong lòng bàn tay lơ lửng. Huyền tiêu đại đế trong ánh mắt hiện lên một vòng hoài niệm, kiếm này thần điện chính là kiếm tổ luyện chế, không biết bao nhiêu người muốn có được. Thương tử ngôn nói, nếu trân quý như vậy, không bằng liền do đại đế đến trưởng quản. Đồ tốt phỏng tay, thương tử ngôn rõ ràng. Huyền tiêu đại đế lắc đầu, đây là thuộc về ngươi, là phúc là họa đều thuộc về ngươi, đừng nhìn năm tầng trước hiệu quả bình thường, phía sau mấy tầng đối với ngươi trợ giúp sẽ rất lớn, ngươi cũng phi thường cần. Nhất định phải tận lực giữ gìn kỹ, trước mắt ngươi, có thể đem kiếm này thần điện xem như phụ trợ tu luyện đồ vật, về phần giống như trước một dạng coi như bảo mệnh, đó là không thể thực hiện được, ngươi cũng rõ ràng. Nói đi, huyền tiêu đại đế đem kiếm thần điện trả lại thương tử ngôn. Đi ra huyền tiêu thần điện, thương tử ngôn thở dài khẩu khí. Nghĩ nhiều như vậy không dùng, còn phải tăng thực lực lên. Thương tử ngôn lắc đầu rời đi. Thương tử ngôn cùng Vũ Kinh Thiền, đều an bài tại một gian không sai trong phủ đệ nghỉ ngơi thương tộc cùng thần kiếm môn một dạng, có các loại nơi tu luyện tràn, tùy thời có thể lấy đi tu luyện, đồng thời cao cấp hơn. Đương nhiên, càng nhiều người tại huyền tiêu trong thần điện tu hành. Mấy ngày nay, có rất nhiều người đến. Trong đó, liền có thương tử ngôn tương đối quen thuộc thương lâm tu mấy người. Nghe tới thương lâm tu còn không có đem nam cung uyển nhi đem tới tay lúc, trực tiếp bị thương tử ngôn một bàn tay đánh bay. Một thời kỳ mới, bán thánh bản, bị người truyền ra. Thương tử ngôn bằng vào bán thánh cảnh lục trọng, đạt được danh hiệu đệ nhất, trở thành người thánh cảnh phía dưới mạnh nhất tin tức dần dần truyền ra. Hoàn toàn lấn át tất cả mọi người. Rất nhiều người, sẽ chỉ đi nghe ngóng ai là thứ nhất. Thương tử ngôn không có lập tức bắt đầu tu luyện, hay là trước quen thuộc một chút giới kinh doanh. Trong một tòa phủ đệ, kiếm thần điện tầng thứ 5 bên trong. Oanh! Theo một đạo tiếng vang truyền đến, thương tử ngôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người xác định chỉ dùng một thành thực lực. Thương tử ngôn rất là hồ nghi nói ra. Vũ Kinh Thiền khóe miệng khẽ nhất, đương nhiên, chính ngươi cứng rắn muốn nếm thử. Tốt, vậy liền lại đến. Thương tử ngôn thi triển ra bất diệt chiến thể, thân ảnh trong chốc lát tới gần Vũ Kinh Thiền, một chưởng đánh ra ngoài. Nhưng mà, Vũ Kinh Thiền lại là biến mất không thấy gì nữa, cả người hóa thành một vòng thánh khí hướng phía bốn phía cấp tốc tán đi. Căn bản đánh không đến, chẳng lẽ hóa thành thánh khí, liền đánh không tới. Thương tử ngôn cảm thấy rất ngờ vực. Dục thân thánh khí hóa, cái này có chút không hợp thói thường. Nguyên Linh nhắc nhở, cũng không phải là không đã thương được, chẳng qua là tốc độ quá nhanh. Thánh giả, trái tim không còn là trí mạng nhất. Ngược lại là thánh nguyên trọng yếu nhất. Dù cho nhục thân bị đánh không có, chỉ cần thánh nguyên còn tại, rất nhanh liền có thể khôi phục đi lên, đương nhiên nhục thân khẳng định là nghiêm trọng. Những tàn hồn kia, chính là thánh nguyên cũng không có, bởi vậy tu vi trực tiếp giảm lớn. Vũ Kinh Thiền thân ảnh trống rỗng tại thương tử ngôn trước mặt vài mét chỗ ngưng tụ, thon dài năm ngón tay kết trưởng ấn, đánh vào người sau lồng ngực. Khục. Thương tử ngôn bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực một trận nóng bỏng đau đớn, có chút không thở nổi. Vẹn vẹn chỉ sử dụng một thành thực lực, cũng là nghiền ép thương tử ngôn, vừa mới một trưởng kia hơi dùng thêm chút sức, thương tử ngôn đoán chừng đều sẽ mất mạng. Đừng tiếp tục nhàm chán như vậy tỷ thí. Vũ Kinh Thiền có chút đắc ý nói. Tự hồ mới quen thời điểm, nàng có thể đánh được thương tử ngôn, về sau vẫn bị nghiền ép lấy. Lại đến. Thương tử ngôn mở ra hai đại lĩnh vực, vọng nguyên kiếm cũng gọi ra, dẫn động chung quanh kiếm đạo quy tắc cùng hư vô quy tắc tiếp tục cùng Vũ Kinh Thiền giao thủ. Nguyên Linh tự lo nói nói, đều nói con đường tu luyện không có phân chia mạnh yếu, cái này kỳ thật cũng không đối với, cũng tỉ như ngươi hư vô chi đạo, lực lượng hư vô là nhất lực lượng nguyên thủy, có khả năng điều động quy tắc chi lực sẽ càng nhiều, ngày sau ngươi tu luyện thánh đạo quy tắc, cũng có thể để hư vô quy tắc tu luyện tới đáng sợ số lượng. Hai đại trong lĩnh vực, Thương Tử Ngôn vẫn không có sức hoàn thủ. Vũ Kinh Thiền thắng được rất nhẹ nhàng. Thương Tử Ngôn thi triển không diệt thiên thần biến, tu luyện tiêu thăng đến bán thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp độ bất quá cũng không hề dùng bán thánh cảnh đến người thánh cảnh chênh lệch thật là lớn xem ra không đột phá trước đó đụng phải người thánh cảnh là không hề có lực hoàn thủ thương tử ngôn ngừng lại thu hồi ký tức nguyên linh nói bán thánh cảnh đến thánh cảnh chênh lệch xác thực rất lớn bất quá khi ngươi biết thánh cảnh đến thần cảnh chênh lệch lúc mới có thể hiểu chân chính chênh lệch thánh cảnh đến thần cảnh nhưng không có cái gì bán thần cảnh thuyết pháp cho nên chênh lệch sẽ càng lớn phạm nhân đến thánh tối thiểu nhiều một nửa thánh cảnh để đền bù trên lệch. Vẫn còn so sánh không thể so với. Vũ Kinh Thiền thân ảnh chậm rãi bay xuống xuống tới. Không thể so sánh, tính ngươi lợi hại. Thương tử ngôn cười nói. Vũ Kinh Thiền nói, vậy chúng ta ra ngoài đi, bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều tu luyện bảo địa, gấp năm lần thời gian hoàn toàn không cách nào đền bù. Thương trong tộc, cũng có thời gian loại nguyên binh, có thể thu hoạch được nhiều lần thời gian tu luyện. Đi trước xử lý một sự kiện. Thương tử ngôn mang theo Vũ Kinh Thiền tiến vào kiếm thần điện trong tầng thứ ba. Tới chỗ này làm cái gì? Vũ Kinh Thiền nghi ngờ hỏi. Con khỉ này tăng lên quá nhanh, khẳng định không đơn giản. Thương tử ngôn nhìn chỗ không ở giữa trong thế giới kiếm thần điện. Con khỉ, đương nhiên chỉ là tiểu kim. Chương 472, Cường giả thần nguyên, tu luyện chiến thể. Kiếm thần trong điện. Tiểu kim nằm tại kim long trên ghế, vô cùng hưởng thụ. Bên cạnh, mấy cái viên hầu loại nguyên thú hầu hạ đương nhiên mấu chốt nhất là tiểu kim thời khắc này tu vi đã là võ cảnh lục trọng con khỉ này không có sử dụng bất luận cái gì phụ trợ tu luyện bảo vật tu vi tăng lên tốc độ đạt tới loại tình trạng này vô cùng kinh người kiếm thần trong điện tình huống thương tử ngôn đương nhiên là nhất thanh nhị sở chỉ là nhìn thấy tiểu kim bỗng nhiên liền tăng lên rất nhanh cụ thể cũng không thấy rõ ràng cái gì thương tử ngôn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở trong điện dọa tiểu kim nhảy một cái đi một bên tiểu kim hướng phía mấy cái nguyên thú mắng một câu sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía thương tử ngôn, thương gia, làm sao đột nhiên tới. Thương tử ngôn ngồi tại long ỉ màu vàng bên trên, chậm rãi nói, có thể thôi, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta cảm thấy ta không chậm, nhưng là cùng ngươi so sánh cũng theo không kịp. Tiểu kim con ngươi đảo một vòng, thương gia, ngươi là có cái gì nghi hoặc? Thân phận của ngươi. Bằng vào tu vi gì tăng lên nhanh như vậy? Thương tử ngôn nhìn thẳng tiểu kim. Tiểu kim nói, thương gia, có thể là ta thiên phú có chút cao thật là lợi hại a, à, sao ta đều lợi hại. Thương tử ngôn cười nói, ta chỗ nào có thể cùng thương gia so sánh. Tiểu kim cười ha ha. Thương tử ngôn nói, đừng tìm viện cớ, không nói thật, ngươi liền xong đời, dù sao giữ lại ngươi ở chỗ này cũng chiếm diện tích. Tiểu kim thấp giọng nói, kỳ thật, đem ta ném ra cũng không có việc gì. Nơi này là thương tộc, bên ngoài có mấy tôn thần linh, cũng không biết có thể hay không phát hiện ngươi đây. Thương tử ngôn đạo. Tiểu kim bị nhìn chầm chầm toàn thân run rẩy thực sự không có chiêu, thương gia, nói thật cho ngươi biết đi, ta nhưng thật ra là một viên thần nguyên. Thần nguyên. Thương tử ngôn sắc mặt biến hóa. Thánh giả có thánh nguyên, phàm thể ngũ cảnh tu sĩ đem luyện hóa là tự thân thánh nguyên sau, tu vi liền sẽ tăng lên, cơ bản có thể đạt tới bán thánh cảnh cấp độ, chỉ bất quá luyện hóa người khác thánh nguyên đằng sau, liền không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Mà thần linh thì là có thần nguyên, thần linh phía dưới tu sĩ luyện hóa, liền có thể khống chế bộ phận thần lực nhưng xưa nay chưa nghe nói qua thần nguyên còn sẽ có ý thức tự chủ tiểu kim trọng trọng gật đầu thánh nguyên trình độ cứng cáp thương gia ngươi rất rõ ràng theo tu vi tăng lên thánh nguyên sẽ càng thêm cứng trắng nội bộ ẩn chứa tu sĩ toàn bộ tu vi mà thần nguyên cũng cùng thánh nguyên một dạng ẩn chứa thần lực mà ta chính là thần linh thần nguyên về sau ra đời ý thức lại bị vây ở đó cái trong tiểu bí cảnh thần nguyên thôi liền không cần tu luyện sẽ từ từ tăng lên chỉ bất quá có hạn mức cao nhất tồn tại thương tử ngôn một mặt hồ nghi Tiểu Kim Định Nọc nói, lúc trước không nói cho Thương Gia là bởi vì chính ta cũng không rõ lắm, theo tu vi tăng lên mới dần dần biết đến. Thương Tử Ngôn Truyền Âm hỏi thăm kiến thức rộng rãi Thiên Hành Kiếm Nguyên Linh, Nguyên Linh hồi đáp, hơn phân nửa không sai, mà lại chính ta đoán được viên này Thần Nguyên Chủ Nhân là ai. Thương Tử Ngôn Truyền Âm hỏi, là ai? Nguyên Linh nói, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, bất quá cái này Thần Nguyên Tu luyện tăng lên sẽ rất nhanh, chỉ cần không bị luyện hóa, ngày sau thực lực sẽ không kém. Thương Tử Ngôn gật đầu nhìn về phía tiểu kim, nói, đã ngươi là thần nguyên, có phải hay không đại biểu cho có thể luyện hóa ngươi, từ đó có thần lực. Tiểu kim giọng nghẹn ngào nghiêm mặt, thương gia, ta đối với ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối, ngày sau tất nhiên là ngươi tướng tài đắc lực, ngày sau có thể trơ mắt nhìn ta bị luyện hóa. Thương tử ngôn lộ ra thần sắc trầm tư. Vũ Kinh Thiền cất bước đi tới. Tiểu Kim cười nói, thương gia, ta dù sao cũng là hầu hạ qua hai vị tiểu chủ tử, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Từ giờ trở đi, ngươi liền mau sớm tăng thực lực lên buông xuống một câu sau, thương tử ngôn cùng vũ kinh thiền liền đi ra kiếm thần điện. Tu vi tăng lên tới bán thánh cảnh bát trọng, trước mắt không nóng nảy tăng cao tu vi, muốn trước đem bất diệt chiến thể tầng thứ ba tu luyện tới viên mãn. Đồng thời, cũng tốt lắng động một chút tu vi, đến lúc đó liền lại có thể tăng lên. Vũ kinh thiền hiện tại là thánh giả, bởi vậy đi huyền tiêu thần điện bên trong tu luyện. Mà thương tử ngôn, thì là đi tới huyết thần núi. Thương trong tộc, không thiếu hụt một chút thiên kiêu, như cửa tây phong bình thường, tu luyện nhục thân lực lượng, bởi vậy cũng có một chỗ chuyên môn tu luyện nhục thân lực lượng địa phương. Mà nơi này ngay tại huyết thần trong núi. Huyết thần núi, đã là thần thổ trải rộng, đại thụ có linh, nghe nói ở chỗ này trồng trọt linh dược, sẽ còn sinh trưởng rất nhanh. Tại chỗ đỉnh núi, có một cái huyết thần ao, nghe nói là thương tộc một vị thần linh chuyên môn ở đây tu luyện sau lưu lại. Huyết thần ao, có cực sát thần linh chi khí ẩn chứa trong đó, đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói, là hiếm có tu luyện nhục thân đồ vật. Bởi vậy, chỉ cần tu luyện nhục thân thánh cảnh tu sĩ đều sẽ tới này thương tử ngôn rất nhanh liền đi tới đỉnh phong vị trí huyết thần ao là chất lỏng màu đỏ như máu ẩn chứa trong đó đáng sợ năng lượng phản phất sôi trào nước sôi bình thường bên trong còn có không ít người đang tu luyện khó trách nói chỉ có thể trợ giúp thánh cảnh tu sĩ loại năng lượng này phàm thể ngũ cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận cho dù là bán thánh cảnh cũng không dễ dàng thương tử ngôn thầm nghĩ trong lòng một tên nam tử từ huyết thần trong ao bước ra tu vi có người thánh cảnh đánh giá thương tử ngôn nhắc nhở tử ngôn huynh đệ bán thánh cảnh muốn ở chỗ này tu luyện sợ rằng sẽ rất khó thương tử ngôn vẫn không nói gì một thanh âm bắt đầu từ huyết thần dưới đáy ao truyền ra nghe nói tử ngôn huynh đệ nhục thân lực lượng phi thường đáng sợ chưa hẳn không có khả năng ở chỗ này tu luyện ngay sau đó lại một tên nam tử bay ra đồng dạng là người thánh cảnh thương tử ngôn nói đa tạ nhắc nhở bất quá ta hay là muốn thử xem từ huyết thần trong ao bay ra nam tử cười nói ngươi cứ yên tâm tu luyện đi, nếu là ngươi gánh không được, hai chúng ta sẽ hỗ trợ. Thương tử nguyên cũng không còn nói nhảm, khẽ gật đầu qua đi, trực tiếp nhảy vào huyết thần ao. Phù phù. Thương tử ngôn tiến vào huyết thần trong ao, lập tức cảm giác toàn thân huyết nhục tại bị cái kia cổ cực sát yếu ớt thần lực xé rách. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, thương tử ngôn liền đã da tróc thịt bong, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Trên không trung, nam tử hảo tâm nhắc nhở, tử ngôn huynh đệ, nếu là gánh không được liền cực ý tờ, tê, một tiếng, chúng ta tiếp ngươi đi lên. Tiến vào huyết thần trong ao, sẽ bị đến từ lòng đất một cổ hấp lực cho dẫn động, cũng không dễ dàng đi ra. Đa tạ vị đại ca này nhắc nhở, bất quá ta có thể kiên. Thương tử ngôn đầu lộ tại huyết thần trên mặt ao, miễn cưỡng cười một tiếng, dù cho toàn thân máu thịt be bét cũng không có ra ngoài. Đẳng cấp không nhiều lắm đằng sau, thương tử ngôn mới bắt đầu vận chuyển bất diệt chiến thể, dùng cái này tới tu luyện chiến thể lực lượng. Màu đồng cổ quan mang lập tức bám vào tại trên da, máu tươi cấp tốc biến mất, mơ hồ huyết nhục khôi phục lại đỉnh phong từ nhục thân bị làm bị thương khôi phục lại tiến hành một lần cường hóa sau đó thương tử ngôn hai chân tại chất lỏng màu đỏ bên trong đạp một cái phốc phốc một tiếng thân ảnh thoát ly cổ hấp lực kia nhảy đến trên không thật là lợi hại nhục thân lực lượng chung quanh một đám đều là sợ hãi thán phục bán thánh cảnh có thể tại huyết thần trong ao nhẹ nhõm tu luyện nhục thân lực lượng cũng không dễ dàng chung quanh đang tu luyện nhục thân thương tộc đông đảo thánh cảnh tu sĩ cũng là nhao nhao vây tới muốn nhìn một chút bọn hắn thương tộc tiểu bối bên trong, danh xưng vô địch cùng cảnh giới tiểu tử có bao nhiêu lợi hại. Chương 473, một năm thời gian, một nhà đoàn tụ. Thời gian tu luyện, luôn luôn nhanh như vậy. Một năm trôi qua rất nhanh. Một thời kỳ mới, bán thánh bản, đã truyền khắp từng cái thế lực. Mà thương tử ngôn, cũng được xưng hô là kiếm giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số một. Huyết thần núi. Huyết thần ao bỗng nhiên sao động, làm cho cả nước ao đều quay cùng lên vô số cực sát khí hướng phía cùng một nơi dũng mãnh lao tới ảnh hưởng đến một đám tại huyết thần trong ao tu luyện nhục thân thánh cảnh tu sĩ đây là có chuyện gì có người nghi ngờ nói phương hướng kia tự hồ là thương tử ngôn chỗ tại cực sát khí tụ tập địa phương thương tử ngôn ngồi xếp bằng chung quanh cực sát khí vây quanh hắn xoay tròn đồng thời một mực bị hắn hút vào thể nội mà lực lượng nhục thể của hắn cũng cấp tốc tăng cường tu luyện nhục thân chỉ có thể từ từ tăng cường không có một bước tăng lên thuyết pháp cho nên tương đối chậm chạp bá đạo cực sát khí bị thương tử ngôn hấp thu nhập thể nội để hắn trên da tán phát màu đồng cổ quan mang càng sâu mấy chục hơi thở sau thương tử ngôn gầm nhẹ một tiếng một cổ trùng thiên khí thế tuôn ra cả người nhảy lên một cái bay đến trong bầu trời lực lượng của thân thể phản phất một đạo gông xiềng bị đã thông mang đến cho hắn liên tục không ngừng tràn đầy lực lượng tầng thứ ba rốt cục viên mãn thương tử ngôn không khỏi cười khổ lắc đầu tại kiến thức đến huyết thần ao hiệu quả đằng sau hắn cảm thấy một hai tháng hẳn là có thể tu luyện tới viên mãn nhưng là hắn đánh giá thấp đại thành đến viên mãn trên lệch. Dù cho nhục thân lực lượng mỗi ngày tăng lên rất nhiều, đạt đến một cái mức độ kinh người, vẫn như cũ không bước qua được, thậm chí để hắn có chút hoài nghi có thể hay không tu luyện tới viên mãn. Hôm nay, rốt cục bước đi qua, nhục thân lực lượng tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí thương tử ngôn cảm thấy, vẻn vẹn so nhục thân lực lượng, đoán chừng đều có thể tiếp cận thánh thể cấp độ. Nhưng là thương tử ngôn cao hứng không nổi. Cái này bất diệt chiến thể tăng lên thế nhưng là càng ngày càng khó so tăng cao tu vi khó hơn nhiều chúc mừng con ngôn huynh đệ nhục thân tiến nhanh chúc mừng a à. một đám tu luyện nhục thân thánh cảnh cường giả đều là liên tục chúc mừng lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra thương tử ngôn thời khắc này nhục thân lực lượng đã đạt đến một cái có thể xưng kinh khủng tình trạng chí ít đối với bán thánh cảnh tới nói loại này nhục thân lực lượng xác thực có thể có thể xưng kinh khủng thương tử ngôn mỉm cười gật đầu tùy tiện đáp lại vài câu đằng sau rời đi huyết thần núi thời gian một năm này hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại huyết thần trong núi tu luyện trước mắt chiến thể tu luyện tới viên mãn nên bắt đầu tăng cao tu vi tu vi của hắn hay là bán thánh cảnh bác trọng đương nhiên tu luyện nhục thân đồng thời tu vi cũng đang một mực tăng lên coi như không dựa vào bất luận cái gì phụ trợ tu luyện bảo vật tốc độ của hắn cũng có thể nhanh nhất thương tử ngôn đi vào trong phủ đệ vũ khinh thiền một mực tại huyền tiêu thần điện bên trong tu luyện vẫn chưa về lúc này thương lâm tu đi đến chuyện gì thương tử ngôn hỏi. Thương lâm tu xuất ra hai bình ngọc, đây là hai giọt thần dịch, tử nguyên để cho ta giao cho ngươi, để cho ngươi tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Muốn thu hoạch được thần dịch, cần phải đi cạnh tranh, đồng thời cơ hội vô cùng ít ỏi. Thương tử ngôn trực tiếp nhận lấy, hỏi, gần nhất chuyện gì xảy ra? Luôn luôn cho thương tử ngôn một loại không khí khẩn trương. Thương lâm tu thấp giọng nói, đi ra giới kinh doanh ngươi liền xem rõ ràng. Kiếm giới là muốn xuất thế. Thương tử ngôn hỏi. Thương lâm tu gật đầu, Ta vừa mới nhận được tin tức, kiếm giới cường giả đã bắt đầu hướng phía chúng ta thương tộc áp sát tới. Những ngày tiếp theo, kiếm giới lúc nào cũng có thể đều sẽ xuất thế. Hai người nói chuyện thời khắc, chân trời một trận rung chuyển, không gian hướng phía bốn phía đè ép, một chiếc chiến hạm lái vào đến. Thương Lâm Tu nói, là Thái Cực cung chiến hạm. Chiến hạm phía trước nhất, một lão đầu hít mắt, còn buồn ngủ bộ dáng. Đúng vậy chính là Thái Cực cung cung chủ, Phong lão đầu, danh xưng điên lão đầu. Phía sau còn có 12 người thái cực cung tất cả mọi người, đều đã tới. Trừ hai cái 17-18 tuổi bộ dáng thiếu niên cùng thiếu nữ bên ngoài, những người khác ít nhất là bán thánh cảnh. Mà hai người này, chính là Thương Thế Kỳ cùng Vũ Lâm Nhi, Tu Vi đều ở vào võ cảnh. Thương Thế Kỳ toàn thân áo trắng, hoàng mỹ kế thừa Vũ Kinh Thiền đẹp, bề ngoài anh Tuấn đến không tưởng nổi, khí chất cũng là thượng giai. Vũ Lâm Nhi mặc màu xanh nhạt váy dài, khuôn mặt đáng yêu, cho người ta một loại nhìn xem liền muốn đi che chở cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng tận là dáng tươi cười một đoàn người, trừ Vũ Lâm Nhi bên ngoài, chỉ có một nữ tử. Trừ phong lão đầu bên ngoài, còn có một vị nam tử trung niên, khí tức mạnh đến mức đáng sợ. Thái cực cung, hai vị thần linh. Cùng thương tộc so sánh, yếu đi rất nhiều. Chiến hạm dừng lại ở trên không trung, một vị người mặc chiến giáp đỏ lòng, vi phong lẫm lẫm nam tử xuất hiện tại chiến hạm phía trước. Ma rìu chiến thần, thương tộc tam đại chiến thần một trong. Tam đại chiến thần, mỗi một vị, đều là chí cường giả. Ma rìu chiến thần nói, cung chủ, đã lâu không gặp. Phong lão đầu cười mặt, không hổ là ma triều chiến thần, thiên địa quy tắc nhận hạn chế, tu vi vẫn như cũ có thể tiến nhanh. Kiếm giới bị phong ấn, có tốt có xấu. Đột phá độ khó tăng lên, cảnh giới càng cao, liền càng rõ lộ ra. Thánh cảnh hoặc là cảnh giới thấp hơn, ngược lại là nhìn không ra có cái gì hạn chế địa phương. Phong lão đầu cùng thái cực cung một vị khác thần linh theo ma triều chiến thần tiến vào huyền tiêu thần điện. Mặt khác thánh cảnh tu sĩ, cũng có người đặc biệt chiêu đãi về phần duy nhất bán thánh cảnh diệp thánh cùng thương thế kỳ cùng vũ lâm nhi tự nhiên là không có ai đi quản thương tử ngôn cùng thương lâm tu bay về phía trên không đã lâu không gặp thương tử ngôn coi là sẽ cùng thế kỳ cùng lâm nhi có khoảng cách nhưng là rất nhanh liền phát hiện hắn suy nghĩ nhiều cha vũ lâm nhi không có một chút nữ hài tử hình tượng trực tiếp nhào vào thương tử ngôn trong ngực một mặt dáng tươi cười đều võ cảnh rất không tệ thương tử ngôn cười nói hứa cửu vũ lâm nhi mới buông tay đó là đương nhiên ta thế nhưng là rất cố gắng tu luyện. Thương Thế Kỳ nhìn trầm ổn rất nhiều, khóe miệng cũng là dương lên. Diệp Thánh đương nhiên đã biết bọn hắn Thái Cực cung thiếu cung chủ Thương Thế Kỳ, Vũ Lâm Nhi cùng Thương Tử Ngôn quan hệ, tán tháng nói, con nói a, à, ngươi thật đúng là lợi hại. Trở lại Thái Cực cung Diệp Thánh thế nhưng là giật nảy mình. Đột nhiên được lập làm thiếu cung chủ, lại là Thương Tử Ngôn nhi tử. Thương Tử Ngôn nói, ta trước kia cũng đã nói, ta là Thái Cực cung người a, à, cũng được a. À. Diệp Thánh trọng trọng gật đầu, tính trong phủ đệ. Vũ Kinh Thiền cũng quay về rồi, cùng Vũ Lâm Nhi giống một đôi tỷ muội bình thường ngồi một chỗ mà. Thương Tử Ngôn còn gọi tới đại ca Thương Tử Nguyên. Diệp Thánh Nhịn không được cười khổ nói, con nói a, à, chúng ta thái cực cung thế nhưng là bị Lâm Nhi chơi đùa không được. Nào có, một bên Vũ Lâm Nhi khẽ hừ một tiếng, căn bản việc không đáng lo. Thương Thế Kỳ, đây chính là thái cực thánh thể, phong lão đầu xem hắn so thân Nhi tử còn thân hơn. Ý có người ca ca, Vũ Lâm Nhi tại thái cực cung bên trong thế nhưng là cả ngày không an phận, chương 474, bế quan luyện hóa, kiếm giới xuất thế. Thương con nói nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, bởi vậy ba ngày sau đó liền tiến vào kiếm thần điện bên trong bế quan luyện hóa hai dọc thần dịch. Thần dịch, vô cùng trân quý, đồng thời tăng lên hiệu quả phi thường khả quan, nhưng là tương ứng, luyện hóa độ khó phi thường cao, lại nhanh tốc độ cũng cần luyện hóa thời gian. Thần dịch cũng không đơn giản, thần linh muốn để luyện ra thần dịch đều sẽ tốn hao thời gian rất lâu cùng tinh lực. Những tông môn khác cùng gia tộc thế lực rất khó chiếm được mấy giọt thương thế kỳ, Vũ Lâm Nhi, Tu Vi đều ở vào võ cảnh, bởi vậy tăng lên sẽ khá nhanh, chủ yếu là đang nghĩ biện pháp tiến vào cực cảnh, hoặc là tới gần cực cảnh, cho nên không có gấp lấy đột phá. Vũ Lâm Nhi thiên phú rất cao, nhất là kiếm đạo thiên phú. Đương nhiên, thương thế kỳ thiên phú cao hơn, tại tự thân cố gắng cùng thiên phú, cùng cung thái cực chủ trợ giúp bên dưới, cùng cảnh giới thực lực phi thường cường đại. Hai người theo Vũ Kinh Thiền tiến vào huyền tiêu thần điện nội tu đi. Kiếm giới cường giả, đều nhao nhao hướng phía thương vực áp sát tới. Giờ phút này, huyền tiêu thần điện trong chủ điện. Kiếm giới thần linh tề tụ một đường. Tăng thêm một chút ẩn thế nhiều năm lão gia hỏa, hết thảy có hơn 20 tôn thần linh. Thiền định đại sư trực tiếp đứng thẳng, tay trái cầm một chuỗi Phật châu, kiếm giới không hổ là kiếm giới, cường đại như trước. Huyền tiêu đại đế nói, đại sư nói đùa, như thế nào cùng lúc trước so sánh. 300 000 năm trước, kiếm giới thế nhưng là có hơn 3.000 tôn thần linh, đơn giản không thể so sánh. Thiền định đại sư lắc đầu, thương thí chủ có chỗ không biết, Thời khắc này lôi âm tự, thần linh cũng liền cùng kiếm giới không sai biệt lắm. Lôi âm tự cũng là uy chấn vũ trụ một phương thế lực. Sau đó, chính là để kiếm giới thành công xuất thế. Đảo mắt, lại là nửa năm trôi qua. Một ngày này, bầu trời khắp nơi đều là màu đỏ vòng xoáy, phản phất bầu trời muốn bị xé rách ra đến, tựa như tận thế sắp tới. Mở. Huyền Tiêu Đại Đế các loại một đám thần linh, bay đến không biết cao bao nhiêu chân trời, lấy thần lực chủ động mở ra thiên môn. Lấy thần lực trải đường, lấy thần niệm mở giới. Tất cả thánh cảnh tu sĩ, cũng là cùng nhau bay ra. Trên bầu trời màu đỏ vòng xoáy càng ngày càng nhiều, đồng thời càng lúc càng lớn. Trời ạ, à, khí tức thật là đáng sợ. Kiếm giới sắp xuất thế sao? Vô số người chấn kinh. Biết tình huống cụ thể tông môn thế lực, đã sớm giao phó xong hết thảy. Rất nhanh, màu đỏ vòng xoáy bao phủ cả phiến thiên địa. Toàn bộ thế giới đều bị hào quang màu đỏ rực bao phủ. Ánh sáng màu đỏ kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư, ánh sáng màu đỏ mới dần dần biến mất. Bầu trời khôi phục sáng sủa, đồng thời tự hồ có một cổ khí tức vô hình tràn vào kiếm giới các nơi, liền phản phất một cái bị quanh năm vây khốn người từ trong lồng giam xông ra. Hào quang màu đỏ không thấy, hiện tại kiếm giới là xuất thế sao? Có người nghi ngờ hỏi. Gia tộc bọn ta thánh cảnh cường giả, tất cả đều rời đi, cũng không biết đi nơi nào, chỉ là để cho chúng ta bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta tông môn cũng giống vậy. Giờ phút này, kiếm giới bên trong cường giả đều rời đi. Thần linh cùng thánh cảnh cường giả, một cái đều không có ở đây. Cũng có rất nhiều người đều biết, tất cả thánh cảnh cường giả, cùng thần linh đều đi vũ trụ phòng tuyến. Muốn vì kiếm giới tranh một cái sinh tồn địa phương. Các tòa thánh thành, không gian truyền tống đại trận đều một mực mở ra. Giới kinh doanh Toàn bộ giới kinh doanh cũng cùng bên ngoài một dạng, không có một cái nào thánh cảnh tu sĩ. Tu vi cao nhất, cũng bất quá bán thánh cảnh. Tại trong một tòa phủ đệ, thương tộc đỉnh tiêm bán thánh cảnh tề tụ một đường. Bởi vì Thương Trần Phong cùng Thương Hạ Trúc bọn người đã đột phá đến thánh cảnh, bởi vậy cũng tạm thời rời đi kiếm giới. Trước mắt thương tộc mạnh nhất mấy người, trừ Thương Tử Nguyên bên ngoài, cũng liền Thương Thanh Trấn, Thương Thiên Dịch, Thương Cửu Huyên ba người. Trong đó Thương Thanh Trấn cùng Thương Cửu Huyên là tại một năm rưỡi này bên trong đột phá đến bán thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp độ. Về phần Thương Thiên Dịch, lần trước đang bế quan thời khắc trọng yếu, cho nên cũng không có tham gia bán thánh cảnh yến hội, dự định trùng kích cực cảnh, bất quá cũng không có thành công. Trừ bốn người bên ngoài, cũng còn có không ít người. Thương tử nguyên không ngừng phân phó, đúng rồi, hạn chế đã được mở ra sao? Thương thanh trấn gật đầu, chỉ cần đột phá đến người thánh cảnh, liền sẽ bị truyền tống rời đi. Kiếm giới sắp xuất thế, cường giả đi trải đường. Trước mắt kiếm giới, không có khả năng đợi thánh cảnh tu sĩ cùng thần linh, một khi đột phá, liền sẽ bay lên tới vũ trụ phòng tuyến bên trong. Bao khỏa kiếm giới thần lực đã không tồn tại, thiên địa quy tắc đều tiến một bước sinh động. Khí vận cũng không còn bị ở vào phong bế trạng thái. Thương Tử Nguyên nói, tiếp tục phái người nhìn chầm chầm, một khi có lợi hại bán thánh cảnh xuất hiện, liền trước tiên đến cho chúng ta biết. Tốt. Thương Thanh Trấn gật đầu. Huyền tiêu thần điện trước mắt đã đóng lại, không cách nào tiến vào bên trong tu luyện. Phụ thân ngươi còn không có xuất quan. Thương Tử Nguyên hướng phía Thương Thế Kỳ hỏi. Thương Thế Kỳ lắc đầu, còn không có. Bởi vì Vũ Kinh Thiền cũng theo thánh cảnh đội ngũ rời đi kiếm giới, trong phủ đệ chỉ có Thương Thế Kỳ cùng Vũ Lâm Nhi. Về phần thương con nói, vẫn tại kiếm thần điện bên trong bế quan đương nhiên hai người mới từ kiếm thần điện bên trong đi ra không bao lâu trước đó cũng một mực tại tu luyện tăng lên cảnh giới kiếm thần điện trong tầng thứ năm thương con nói một mực tại bế quan tu luyện đối với tình huống bên ngoài hắn đương nhiên cũng biết bất quá biết tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất bởi vậy cũng không có từng đi ra ngoài một mực tại luyện hóa thần dịch thương tử nguyên cho cái kia hai giọt thần dịch một tháng trước liền luyện hóa xong để tu vi của hắn tăng lên tới bán thánh cảnh cửu trọng về sau lại cho hắn hai giọt trước mắt ngay tại trùng kích bán thánh cảnh cực cảnh. Đối với thương con nói tới nói, vẫn không có bình cảnh, chỉ bất quá cần đầy đủ nội tình, bởi vậy một mực tại luyện hóa, góp nhặt nội tình, tốt nhất cử trùng kích bán thánh cảnh cực cảnh. Bán thánh cảnh cực cảnh, cần quá nhiều thánh khí nội tình, bởi vậy cần tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Trong hư không, một chiếc đen kịp chiến hạm lái vào đến. Không chỉ có nơi này, rất nhiều địa phương đều có ngoại giới chiến hạm lái vào đến. Chiến hạm thuộc về thứ thần cấp, tốc độ nhanh đến đáng sợ bây giờ kiếm giới nhiều một tầng hạn chế có tu sĩ phải vào đến tu vi đồng dạng không có khả năng vượt qua bán thánh cảnh nói cách khác trong chiến hạm tu sĩ cũng đều là thánh cảnh trở xuống kiếm giới thế nhưng là vạn cổ bất diệt đại giới khẳng định sẽ có không ít bảo bối kiếm giới trước mắt còn tại di động bị hạn chế lấy tu vi chính là cướp đoạt bảo vật cơ hội tốt đám người ngươi một câu ta một câu trên mặt đều là treo tự tin và mong đợi dáng tươi cười cầm đầu nam tử trẻ tuổi một thân áo bào đen khuôn mặt nghiêm túc kiếm giới nội tình sâu không lường được, bán thánh cảnh tu sĩ khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ, quyết không thể chủ quan. Chúng ta một mực thụ sinh linh điện bồi dưỡng, kiếm giới một mực phong ấn địa phương, có thể so sánh từng chiếm được chúng ta, có người thấp giọng phản bác. Sinh linh tộc là đối kháng tử linh tộc, thành lập 18 tòa sinh linh điện, lấy chuyên môn bồi dưỡng thiên phú xuất sắc thiên kiêu. Bất luận cái gì một giới, bất kỳ một cái nào tinh cầu, hoặc là trong đại lục tu sĩ, đều có thể thu hoạch được cơ hội. Nói cách khác, phàm là có thể tiến vào sinh linh trong điện tu hành, đều đại biểu cho thiên phú cực kỳ xuất sắc mỗi cái địa phương bên trong người nổi bật kiếm giới vị trí đặc thù cần di chuyển vị trí thần linh cường giả đã là như thế về phần thánh cảnh cường giả thì là đi thánh cảnh chiến trường tranh đoạt điểm cống hiến chỉ có có đầy đủ điểm cống hiến để kiếm giới xếp hạng tăng lên mới có thể để cho kiếm giới ổn định lại tu sĩ cũng có thể trở về trước đó kiếm giới còn không cách nào hoàn toàn ổn định không có khả năng tồn tại thánh cảnh tu sĩ phàm là có thánh cảnh tu sĩ liền cần trước tiên đi tranh công huân giá trị thẳng đến để xếp hạng tăng lên tới trình độ nhất định. Đương nhiên, thần linh ở giữa tự nhiên cũng có thể, đồng thời tính quyết định càng lớn. Lấy kiếm giới thực lực trước mắt, rất nhanh liền có thể ổn định lại. Chương 475, các giới thiên kiêu, thánh nguyên thiên vực. Một trận to lớn cấp sử thi phong bạo tại kiếm giới trải rộng ra. Các giới bán thánh cảnh thiên kiêu đều tiến nhập kiếm giới. Nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, vì tranh đoạt kiếm giới cơ duyên và bảo vật. Kiếm giới xuất thế, thiên địa chi môn bị mở ra, ở thời điểm này Thường thường sẽ tuôn ra rất nhiều cơ duyên và bảo vật Cho nên các giới thiên kiêu Có thể chạy tới đều cơ bản chạy tới Kiếm giới đã từng xuất hiện Vô số cường giả 300 000 năm trước Chính là mạnh nhất giới Thậm chí nhiều khi đều là đệ nhất tồn tại Bởi vì kiếm giới xuất hiện qua mấy vị cường giả Đều vô địch tại một thời đại Đều có vô địch cường giả Có thể không thứ nhất Chư thiên vạn giới liên hợp lại ngăn cản tử linh tộc Nhưng là lẫn nhau ở giữa tranh đấu Đương nhiên cũng không cần nói các giới thiên kiêu, chuyên môn hướng phía kiếm giới lợi hại thế lực mà đi. Từng cái tông môn thế lực, hộ tông đại trận cái gì, bán thánh cảnh đương nhiên không cách nào mở ra, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Đương nhiên, càng nhiều người đi tranh đoạt cơ duyên và bảo vật, bởi vì tông môn thế lực những cái kia, cơ bản lấy không đi vật gì tốt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, các nơi đều có dị tượng xuất hiện. Có người truyền ra là thần khí xuất thế, cũng có người truyền là thiên tài địa bảo xuất thế. Tóm lại, kiếm giới đã náo nhiệt các nơi thiên kiêu cũng giao thủ giới kinh doanh thương tộc đỉnh tiêm bán thánh cảnh tu sĩ một mực chuẩn bị thương thanh trấn nói tử nguyên rất nhiều nơi đều xuất hiện cơ duyên nhưng là bị thế giới khác thiên kiêu chiếm không chỉ có như vậy còn bị giết rất nhiều người bao quát chúng ta thương tộc trung vực các châu đều có xuất hiện đồng thời mỗi một cái đều là cao thủ nghe nói thậm chí có thần khí xuất thế được chứng thực một đám thương tộc bán thánh cảnh cường giả đều là mặt mũi tràn đầy chiến ý rõ ràng căn bản không đem kiếm giới tu sĩ để vào mắt. Thương tử nguyên nhìn về phía thương thiên dịch, ta dẫn người đi bên ngoài nhìn xem, không có khả năng mất thương tộc mặt mũi, người lưu thủ giới kinh doanh. Trừ thương tử nguyên bên ngoài, trước mắt nơi này thương thiên dịch mạnh nhất, nếu là ngày đó đi tranh đoạt, bán thánh bản, lời nói, tuyệt đối là có thể đi vào top 10. Thương thiên dịch trực tiếp gật đầu. Thương tử nguyên mang theo hơn trăm người đội ngũ, rốt cục trời đi giới kinh doanh. Nhìn qua thương tử nguyên đám người thân ảnh, lưu lại thương tộc tất cả mọi người là lộ ra dáng tươi cười đám người kia quá vách lối liền nên nhường cho con nguyên đi thu thập có người rất tự tin nói thời gian lâu như vậy thương tử nguyên đương nhiên cũng một mực tại tăng lên tu vi đã sớm đạt đến bán thánh cảnh cửu trọng đồng thời kiếm đạo tạo nghệ lợi hại hơn đáng tiếc không có khả năng tận mắt đi xem diệp thánh cùng thương lâm tu thiên phú đều đỉnh tim bây giờ cũng đã là bán thánh cảnh bên trong cường giả số một chủ yếu là gần nhất hai năm này từng cái tông môn thế lực đều xuất ra các loại tài nguyên tu luyện toàn lực tăng lên Lúc trước thiên võ cảnh hư không thế giới bên trong, nhất đẳng thiên kiêu, thực lực trên lệch không nhiều đều tăng lên tới đỉnh tim bán thánh cảnh cấp độ. Thương thần hoàng, thương giật giao đương nhiên không có khả năng so thương lâm tu yếu, bất quá theo thương tử nguyên đi ra. Về phần thương lâm tu cùng diệt thánh, quan hệ cùng thương con nói rất không tệ, bởi vậy thương tử nguyên cố ý để hai người ở lại chờ thương con nói ra quan. Thương con nói tăng lên chậm, là bởi vì bỏ ra thời gian rất lâu tu luyện bất diệt chiến thể, đồng thời còn muốn đột phá đến cực cảnh, bởi vậy còn đang bế quan diệp thánh cùng thương lâm tu đi vào trong phủ diệp thúc tình huống bên ngoài thế nào thương thế kỳ tò mò hỏi thiếu công chủ cũng đừng muốn đi ra ngoài bên ngoài rất nguy hiểm khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt đều là thuộc về đỉnh tiêm bán thánh cảnh diệp thánh đạo thương thế kỳ gật đầu yên tâm ta có tự mình hiểu lấy thương lâm tu cười nói hay là mau chóng tăng thực lực lên đi phàm thể ngũ cảnh quá yếu thương vực thương tộc phạm vi thế lực dưới cờ sản nghiệp vô số thế lực phụ thuộc cũng đếm không hết phong vũ thành trung chính bộc phát một trận đại chiến chiến đấu kịch liệt hủy hoại rất nhiều kiến trúc phàm thể ngũ cảnh tu sĩ chết không biết bao nhiêu cả tòa thành mặc dù không phải thánh thành nhưng là cũng cứng rắn không gì sánh được bán thánh cảnh không cách nào hủy hoại chỉ bất quá bên trong rất nhiều kiến trúc gánh không được lúc này trong thành rất hơn nửa thánh cảnh cao thủ liên hợp lại đối kháng mười mấy cái người áo đen nhưng là không địch lại ngược lại bị giết một đống lớn oanh bỗng nhiên một đạo tiếng vang truyền đến lại là một vị bán thánh cảnh tự bạo thánh nguyên. Chỉ bất quá cũng không có dùng, mười mấy cái người áo đen đều đã sớm chuẩn bị, trước tiên trốn tránh, không thể làm bị thương bọn hắn. Ha ha! Chỉ bằng chút thực lực ấy, cũng nghĩ dùng tự bạo phương thức làm bị thương chúng ta. Bên trong một cái người áo đen cười gằn nói. Kiếm giới bán thánh cảnh liền chút thực lực ấy, không chịu nổi một kích. Cầm đầu người áo đen quan sát phía dưới đám người, đừng lẫn trốn nữa, nhanh lên đem đồ vật giao ra. Thiếu chủ, có số lớn bán thánh cảnh hướng phía nơi này chạy tới, khí tức đều rất mạnh, bỗng nhiên một tên nam tử nói ra. Được xưng hô là thiếu chủ người dẫn đầu không chút nào hoảng, nói nếu nghĩ như vậy muốn chết, vậy trước tiên giải quyết bọn hắn. Mấy chục người cũng mặc kệ đang tìm đồ vật, lập tức bay ra khỏi thành bên ngoài. Tới chính là thương tử nguyên bọn người. Bá. Thương tử nguyên một bước bay qua, kiếm trong tay vung ra, chung quanh mảng lớn kiếm đạo quy tắc lập tức bị dẫn động. Sau đó ở trong thành đám người trong ánh mắt hoảng sợ, trong mắt bọn hắn gần như vô địch mười mấy cái người áo đen trực tiếp bị một kiếm quét ngang chỉ có cầm đầu nam tử sống sót. Thậm chí ngay cả một chút trang bức cơ hội đều không có. Hai tên thương tộc người đem nó vượt trên đến. Nói cho ta biết, thân phận của ngươi, đã tiến vào nơi này từng cái thế lực. Thương tử nguyên kiếm trong tay vẫn như cũ tản ra hàng quan. Nam tử chỗ ngực hiện lên lực phòng ngự kinh người bảo y, chỉ bất quá giờ phút này đã nhiều hơn một đường vết rách, máu tươi không ngừng từ bên trong dũng mãnh tiến ra, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới kiếm giới còn có người cao thủ như vậy. Thương tử nguyên trên gương mặt nghiêm túc hiện lên một vòng không vui, trúc kiếm chính là muốn chém ra. Nam tử gấp giọng nói, chờ một chút. Thương tử nguyên ngừng lại, một cơ hội cuối cùng. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, thánh nguyên thiên vực bên trong nổi danh thế lực cơ bản tới, ta chỉ là một cái trong thế lực nhỏ một thành viên, căn bản không phải cái gì nhân vật. Trước mắt vũ trụ, sinh linh vạn tộc chiếm cứ một nửa địa bàn. Mà sinh linh vạn tộc địa bàn, phân ngũ đại thiên vực. Kiếm giới vị trí, là thuộc về thánh nguyên thiên vực. Chương 476, ưu thần tử thực lực cường đại toàn bộ kiếm giới triệt để loạn cả lên các nơi bảo vật liên tiếp xuất thế cơ duyên và truyền thừa cũng không ngừng mấu chốt nhất là thánh nguyên thiên vực bên trong thế lực nhúng tay vào rất nhiều nơi đều đã đưa trước tay ngoại giới bán thánh cảnh thiên kiêu phi thường cường đại mục đích của bọn hắn cũng vô cùng đơn giản chính là đến chém giết bán thánh cảnh thiên kiêu tranh đoạt cơ duyên và bảo vật kiếm giới lịch sử quá mức đã lâu không một giới có thể cùng so sánh cơ duyên truyền thừa quá nhiều thậm chí rất nhiều thứ là những thần linh kia cường giả đều cực kỳ hiếm có. Kiếm giới có thể xuất thế, nhưng là thế giới khác, nghĩ là lấy kiếm giới cơ duyên cái gì? Mặc dù sinh linh vạn tộc cộng đồng chống cự tử linh tộc, nhưng là muốn một lòng đoàn kết, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhiều khi, lợi ích làm trọng. Dù sao, tử linh tộc trong thời gian ngắn muốn diệt sinh linh vạn tộc cũng không có khả năng. Huống chi, tử linh tộc lấy sinh linh tộc làm thức ăn, tại không có có thể đánh thông một vũ trụ khác khoảng cách trước đó, sẽ không diệt sinh linh vạn tộc một chiếc xích hồng sắc chiến hạm, chậm rãi chạy nhanh ở trên không trung. Trên chiến hạm, cầm đầu nam tử áo đen khí tức rõ ràng chỉ là bán thánh cảnh, lại là mạnh đến mức đáng sợ. Hắn chính là Xích U giới Thiên Kiêu, danh xưng Xích U thần tử. Xích U giới là bây giờ Thánh Nguyên Thiên vực bên trong xếp hạng thứ tư thế giới, toàn bộ vũ trụ mấy vạn thế giới, có thể tại Thánh Nguyên Thiên vực bên trong xếp hạng thứ tư, có thể nghĩ thực lực cường đại. Nơi này chỉ thần tử, cùng thần kiếm môn bên trong thần tử không giống với thần kiếm môn thần tử là đẳng cấp cao nhất đệ tử thụ tông môn toàn lực bồi dưỡng mà nơi này xích u thần tử xích u đại biểu cho xích u giới thần tử đại biểu cho thần linh trực tiếp dòng dõi thần linh chi tử là vì thần thai bất kỳ một cái nào thần linh chi tử trên cơ bản đều sẽ có chân thần thể chất thiên phú đều khó có khả năng sẽ kém đây cũng là rất nhiều tông môn thế lực lâu dài bất diệt nguyên nhân một trong xích u thần tử tuyệt đối xem như tiến đến bán thánh cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại trừ xích u thần tử bên ngoài chung quanh còn có mấy người, khí tức cũng đồng dạng đáng sợ. Trong đó, hai cái tướng mạo giống nhau như đúc nam tử đặc biệt dễ thấy. Hai người bọn họ, chính là Đại Hà Dương, cùng Tiểu Hà Dương, thuộc về thương huyền giới thiên kiêu, mà thương huyền giới, là thánh nguyên thiên vực bên trong xếp hạng thứ hai thế giới. Toàn bộ thánh nguyên thiên vực, lấy xếp hạng thứ nhất đại thế giới cầm đầu, hoang cổ giới. Rất nhiều thế giới, tinh cầu cái gì, đều thuộc về hoang cổ giới thế lực phụ thuộc. Tiểu Hà Dương thể trạng cường tráng, khuôn mặt cùng trên cánh tay đều có như là ngọn lửa đường vân, hắn thản nhiên nói, có vẻ như kiếm giới bán thánh cảnh tu sĩ, thực lực bất quá cũng như vậy. Xích U thần tử nói, tuyệt đối không nên chủ quan, nghe phụ thần thuyết kiếm giới né 300 năm vẫn như cũ có trấn thế cường giả tồn tại, chỉ cần chậm tới, tại thánh nguyên thiên vực bên trong xếp hạng chí ít có thể đi vào ba vị trí đầu. Cái gì, không ít người đều là chấn kinh. Nghe nói lúc trước kiếm giới đã không có một vị thần linh tồn tại, hiện tại lại mạnh như vậy xích u thần tử nói đừng quên thương tộc nội tình dù cho quy tắc bị hạn chế bằng vào cái kia nội tình cũng có thể bồi dưỡng được không ít cường giả chân chính cho nên bán thánh cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối không kém nghe được thương tộc không ít người đều là trầm mặt. thương tộc vũ trụ bảy gia tộc lớn một trong đồng thời nhiều khi đều là xếp hạng thứ nhất xích u thần tử tiếp tục nói lần này cũng là chúng ta tiến vào kiếm này giới tranh cơ duyên tranh bảo vật thậm chí là tranh khí vận một lần duy nhất cơ hội các loại kiếm giới chưa cường trở về vậy liền không thể nào. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đại Hà Dương bộ dáng, cùng mặt đều cùng Tiểu Hà Dương không có khác nhau. Xích U thần tử lạnh nhạt nói, chủ động đi giải quyết kiếm giới bên trong lợi hại bán thánh cảnh. Cái này không chỉ là tranh đoạt cơ duyên cần, cũng là cấp trên nhiệm vụ. Tiểu Hà Dương nói, nghe nói kiếm giới có thập đại thế lực, bán thánh cảnh cao thủ cơ bản đều tại cái này trong thập đại thế lực. Đã như vậy, vậy liền từng cái từng cái đi giải quyết. Xích U thần tử khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, để Trầm Nguyệt cùng kỹ không đều trở về, chúng ta cộng đồng hành động. Về phần hiện tại, liền hướng phía người gần nhất thập đại thế lực xuất phát. Thánh Nguyên Thiên Vực, lấy hoang cổ giới cầm đầu, trên cơ bản nổi danh thế lực, đều thuộc về hoang cổ giới phe phái. Mộ dung thế gia, đồng dạng đứng ở trong một vùng không gian. Đương nhiên, bên ngoài cũng có lực phòng ngự đáng sợ Thánh Thành. Một chiếc xích hồng sắc chiến hạm dừng lại tại Thánh Thành bên ngoài. Trên chiến hạm, đã là bày biện một bộ bốn góc cái bàn, xích u thần tử nhàn nhã ngồi phía trước nhất đứng đấy người, trừ lớn nhỏ Hà Dương bên ngoài, còn có một tên nữ tử váy đỏ, một người mặc áo gai nam tử. Nữ tử váy đỏ chính là Trầm Nguyệt, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mặc áo gai nam tử, thì là kỹ không? Cũng đồng dạng là nhất đẳng cao thủ. Tiến đến thiên kiêu sở thuộc thế giới, trên cơ bản là hoang cổ giới phe phái. Bởi vì bây giờ kiếm giới thực lực vẫn như cũ đáng sợ, thế giới khác cũng không dám đắc tội kiếm giới. Mà hoang cổ giới, lại là không sợ chút nào bây giờ kiếm giới một tên người mặc khôi giáp nam tử quỳ một chân trên đất, xích u thần tử, kiếm giới thập đại thế lực một trong, mộ dung thế gia ngay ở phía trước trong thành. Xích u thần tử nói ai đi? Lớn nhỏ Hà Dương trực tiếp xin chiến. Về phần trầm nguyệt cũng là một mặt nụ cười quyến rũ, không có muốn xuất thủ ý tứ. Kỹ không thì là hai tay ôm ngực, thần sắc lãnh đạm. Một vị người mặc áo giáp màu bạc nam tử cất bước tiến lên, giết theo chỗ nào dùng dao mổ trâu, trận chiến đầu tiên này, ta đến. Người này danh phong ngân, là thuộc về một tòa xếp hạng hơn mấy chục trong thế giới mạnh nhất bán thánh cảnh, cũng là hoang cổ giới phe phái, rất muốn chứng minh thực lực, làm ra cống hiến. Bọn hắn đều xem như là hoang cổ giới làm việc, mà hoang cổ giới cũng sẽ che chở bọn hắn, đồng thời cùng hưởng lợi ích, đương nhiên lợi ích lớn nhất khẳng định là nhập hoang cổ giới chi thủ. Xếp hạng top 100 cũng đã không yếu, mà xem như một giới bên trong mạnh nhất bán thánh cảnh, thực lực có thể nghĩ, tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Cả chiến hạm bên trong, thực lực gần với mấy vị đỉnh tim cao thủ. Xích U thần tử trầm ngâm một lát, nói vậy thì do ngươi đến. Phong Ngân lĩnh mệnh, thả người nhảy lên, chính là bước ra chiến hạm, hướng phía thành nội lãng tiếng nói, Mộ Dung Thế Gia cao thủ, đến đánh với ta một trận. Mộ Dung Thế Gia dù sao cũng là thập đại thế lực một trong, lực lượng là có, đồng thời cũng muốn mặt mũi, trong thành đợi trong đó mấy cái bán thánh cảnh trực tiếp liền bay ra thành. Phong Ngân nhãn lực tự nhiên không kém, nói để cho các ngươi Mộ Dung Thế Gia lợi hại nhất mấy cái bán thánh cảnh tới, các ngươi không có tư cách. Khẩu khí thật lớn bên trong một cái nam tử cao gầy trực tiếp xuất thủ, trường kiếm trong tay huy động, bán thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp độ khí tức trải rộng ra. Không biết tự lượng sức mình. Phong Ngân cười lạnh, thân ảnh biến mất không thấy, lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện tại nam tử cao gầy mặt bên, một chưởng đánh ra. Phốc. Tuyệt đối lực lượng trên lệch trước mặt, bán thánh thân thể căn bản không có một chút tác dụng, bị đánh đến ngực đánh rách tả tơi, rơi vào mặt đất, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Chỉ một chiêu, giải quyết một nửa thánh cảnh cửu trọng. Đáng giận, còn lại mấy cái mộ dung thế gia bán thánh cảnh đồng thời xuất thủ. Chỉ bất quá kết cục hay là một dạng sống không qua một hơi. Không phải là bị trọng thương, chính là bị phế tu vi, thậm chí chết một cái. Chương 477, trực tiếp đại bại, phách lối đến cực điểm. Trong thành tu sĩ đều là trốn đi, không dám có một người ra khỏi thành. Ngoại giới tu sĩ cùng mộ dung thế gia đấu, bọn hắn cũng sẽ không đi kiếm chuyện, thời điểm then chốt đương nhiên đều muốn tự vệ. Mặc dù không có người ra khỏi thành, nhưng là đối với phía ngoài chiến đấu hay là chú ý. Mà ngoài thành ngoại giới tu sĩ, rõ ràng cũng không phải là dễ treo. Dám đến khiêu chiến mộ dung thế gia, liền sẽ không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm vị mộ dung thế gia đỉnh tiêm bán thánh cảnh đi ra. Tu vi, cơ bản đều là bán thánh cảnh cửu trọng, cá biệt thiên phú hơn người, là bán thánh cảnh thất trọng hoặc là bát trọng. Mặc dù gần nhất đồng thời bán thánh bản, cao thủ mộ dung Vạn Châu đã đột phá đến người thánh cảnh, nhưng dù sao cũng là một đại gia tộc, vẫn như cũ có lợi hại bán thánh cảnh dũng mãnh tiến ra. Huống chi, gần nhất hai năm này, từng cái thế lực đều tại mau chóng tăng lên những cái kia thiên phú cao tiểu bối. Bởi vậy, trước mắt mộ dung thế gia người cầm đầu chính là mộ dung viễn. Trừ mộ dung viễn bên ngoài, đã từng thiên võ cảnh hư không thế giới bên trong 12 vương một trong mộ dung vân long cũng đã đứng hàng đỉnh tiêm bán thánh cảnh hàng ngũ. Phong ngân người khoác áo giáp màu bạc, vi phong bát diện, chính là từ vô số trong chiến đấu giết ra tới, giết địch vô số. Kiếm giới, nội bộ chí ít ổn định. Mà bên ngoài lại không giống với, cùng tử linh tộc tranh đấu, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng bởi vậy, mộ dung viễn liếc mắt liền nhìn ra phong ngân không đơn giản, là cái kình địch. Rốt cuộc đã đến mấy cái không sai đối thủ. Phong ngân tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một cây đỏ trường thương màu bạc lập tức xuất hiện. Đều lui ra phía sau. Mộ dung viễn đương nhiên không thể lại lùi bước. Đừng quên các trưởng lão lúc rời đi phân phó, bọn hắn nhiều người, chúng ta khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Mộ dung vân long thấp giọng nhắc nhở. Trong tộc cường giả lúc rời đi phân phó tốt, tận lực không đi ra nghênh địch, tốt nhất trốn đi. Bị đánh lên cửa, còn không ứng chiến, mặt mũi gì tồn. Mộ Dung Viễn không cần phải nhiều lời nữa, công kích trực tiếp hướng Phong Ngân, hai người rất nhanh liền kịch chiến đứng lên. Xích U thần tử một đoàn người, tuyệt đối coi là đứng đầu nhất bán thánh cảnh cao thủ. Phong Ngân thực lực xếp hàng đầu, thực lực đương nhiên không kém. Phải biết, mấy người bọn hắn đều là từ nhiều như vậy hoang cổ giới phe phái bên trong chọn lựa ra bán thánh cảnh cao thủ. Xa xa không phải một giới có khả năng so sánh hai người chiến lực toàn bộ triển khai, không đoạn giao phong. Phốc thử. Mộ Dung Viễn kiếm từ Phong Ngân trên lồng ngực xẹt qua, lập tức hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhưng mà, Phong Ngân cũng không có trở ngại, ngược lại là nhảy tới, tay trái một chưởng đánh vào Mộ Dung Viễn trên lồng ngực. Phốc. Mộ Dung Viễn xương sườn đều gãy mất tận mấy cái, trực tiếp bị đánh thổ huyết. Phong Ngân không cho cơ hội, trường thương trong tay đâm ra, đâm thẳng ngưỡng mộ cho xa ít hầu. Mộ Dung Viễn vội vàng thôi động một tấm người thánh linh phù, cấp tốc đánh ra mệnh đều nhanh không có, không để ý tới mặt mũi cái gì. Người thánh linh phù quả thật bị thúc giục, nhưng là sức mạnh bùng lên vô cùng bình thường, căn bản chính là phổ thông bán thánh cảnh cửu trọng thực lực. Đáng giận, xem ra thiên địa quy tắc bị hạn chế, không thể xuất hiện người thánh cảnh lực lượng. Mộ Dung Viễn sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng lúc này, Mộ Dung Vân Long xuất thủ, đánh ra một đạo 12 trượng cao trưởng ấn, phía trên có lôi quang màu tím hiển hiện. Bành! Trưởng ấn bị một thương đâm rách. Bất quá thừa dịp sát na này, mộ dung vân long cứu mộ dung viễn trở về đi lui về mộ dung vân long sắc mặt có chút tái nhật trên người hắn áo giáp tiếp cận thánh khải lực phòng ngự phi thường cao đã đứng ở thế bất bại mộ dung thế gia tất cả mọi người lui về trong thành bọn hắn nhân số đông đảo còn có thể kết trận đối kháng không sợ đối phương cường công trừ phi thực lực sai biệt quá lớn phong ngân một trận cùng tiếu còn muốn sử dụng linh phù trên chiến hạm tiểu hà dương cao mày nói nếu là bọn họ rụt lại không ra phải giải quyết bọn hắn, cũng rất khó. Xích U thần tử thần sắc bình tĩnh, có thể giết một cái liền giết một cái, giết không được, liền đánh cho bọn hắn không dám ra đến, hiệu quả có thế là được. Kiếm giới cường giả trở về còn có một đoạn thời gian không ngắn, trong đoạn thời gian này, kiếm giới khẳng định sẽ có càng nhiều bảo vật cùng cơ duyên xuất hiện, đem bọn hắn đều đánh phục khí, đồ còn dư lại, đều sẽ thuộc về chúng ta. Tiểu Hà Dương cười, cái chủ ý này không sai. Vậy bây giờ đâu? Chìm tháng Vũ Mỹ gương mặt luôn luôn treo ý cười hơi trong suốt váy đỏ phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được thân thể mềm mại câu người tâm hồn. Xích U thần tử nói, để bọn hắn hung hăng nhục nhã mộ dung thế gia, sau đó đi tới một cái thế lực. Nếu kiếm giới cao thủ tập trung ở thập đại thế lực, vậy liền lấy thập đại thế lực làm đột phá khẩu, nếu là cái này 10 cái thế lực đều giải quyết, tự nhiên tự sụp đổ. Phong Ngân mang người điên cùng trào phúng, cười như điên nói, kiếm gì giới thập đại thế lực, sẽ chỉ trốn đi rùa đen rút đầu thôi. Chính là, liền chút thực lực ấy, còn mộ dung thế gia đâu mộ dung thế gia cũng liền chút bản lãnh này. Vô luận như thế nào mắng, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Trong thành vô số tu sĩ đều là đáy lòng thở dài. Liền ngay cả mộ dung thế gia đều cúi đầu, bọn hắn nhưng không có tư cách đi chống lại. Ngoại giới tu sĩ, không hổ là ngoại giới tu sĩ, thật sự là lợi hại. Mộ dung thế gia nội bộ. Quá kinh người, chúng ta bây giờ liền tiến lên, có người tức giận nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy, kết trận đối phó bọn hắn. Làm kiếm giới thập đại thế lực một trong, Lúc nào nhận qua loại này khí. Mộ Dung Viễn thụ thương ở trong phòng chữa thương. Mộ Dung Vân Long thấp giọng nói, chúng ta lại không có nghiêm khắc huấn luyện kết hợp trận pháp, chỉ có thể tăng lên như vậy một chút thực lực, không đủ để cùng bọn hắn đấu. Rất nhiều thế lực có thể sẽ chuyên môn huấn luyện thánh quân, thậm chí là thần quân. Bán thánh cảnh hoặc là phàm thể ngũ cảnh tu sĩ lấy trận pháp chi lực kết hợp thực lực đều tương đối bình thường. Trừ phi là riêng lẻ vài người chuyên môn tu luyện kiếm trận cái gì, cũng không thể xem bọn hắn kiêu ngạo như vậy đi có người trầm giọng nói. Vậy cũng so với trước chịu chết tốt, ta có thể mơ hồ cảm nhận được, trên chiến hạm còn có lợi hại hơn địch nhân. Mộ Dung Vân Long vẻ mặt nghiêm túc đạo. Mắng to một ngày sau đó, xích hồng sắc chiến hạm rốt cục chạy nhanh mở. Trên chiến hạm, xích u thần tử nói, truyền đi, mộ dung thế gia bị đánh đến không dám ra ổ, chúng ta hoang cổ giới phe phái sẽ thanh kiếm giới còn lại chính cái thế lực cũng đánh phục. Phong Ngân lộ ra dáng tươi cười, cười mộ dung thế gia mạnh nhất bán thánh cảnh liền điểm này thực lực, ta nhìn trừ thương tộc, mấy thế lực khác đoán chừng cũng bình thường. Xích U thần tử nói, đi cách nơi này người gần nhất thế lực. Xuất phát, phiêu miểu tiên cung. Phong ngân đạo. Xích U thần tử nói, đúng rồi, từng cái trong thánh thành không gian truyền tống trận cũng lợi dụng, ta cũng không muốn chờ quá lâu. Truyền tin tức, có thể dùng một chút chuyên môn truyền âm linh phù, hoặc là bảo vật, bởi vậy truyền tin tức tốc độ thật nhanh. Cho nên không có mấy ngày, Mộ Dung Thế Gia bị ngoại giới cường giả đánh cho co đầu rút cổ tại ổ bên trong tin tức bị truyền ra, đồng thời còn truyền ra trước mắt Mộ Dung Thế Gia người mạnh nhất Mộ Dung Viễn bị trọng thương, sống chết không rõ. Ngoại giới cường giả tuyên bố đánh bại còn lại kiếm giới chính đại thế lực. Vô số kiếm giới bán thánh cảnh cao thủ đều là nổi giận, nhưng là không có chủ tâm cốt, không ngưng tụ lên nổi, căn bản không dám nói nhiều một câu. Thương con nguyên mấy người cũng nhận được tin tức, chợt hướng phía Phiêu Miểu Tiên cung mà đi. Cùng lúc đó, giới kinh doanh bên trong bế quan một đoạn thời gian thương con nói cũng xuất quan. Chương 478, chạy tới tiêu tộc, chiến đấu bộc phát. Giới kinh doanh, một cái không gian độc lập, do cường giả mở, nội bộ không gian phi thường ổn định, thần linh cảnh cường giả rất khó đánh vỡ. Đồng thời hoàn cảnh tu luyện cực dai, trong đó thậm chí còn sống lấy một chút niên đại xa xưa nguyên thú. Xa xa nhìn lại, sơn thủy vần quanh, tăng thêm cổ lão mà thần bí cung điện lầu cát, tựa như tiên cảnh. Bế quan đã lâu thương tử nói ra quan, hắn lúc này, tu vi đã là bán thánh cảnh thập trọng, cũng chính là bán thánh cảnh cực cảnh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại, tu vi đã bán thánh cảnh viên mãn. Không chỉ có tu vi đạt tới viên mãn trạng thái, bất diệt chiến thể tầng thứ ba cũng viên mãn. Diệp thánh cùng thương lâm tu phát giác được thương tử nói khí tức, đều là bay ra phủ đệ. Không chỉ có hắn, một đám thương tộc bán thánh cảnh đều là bay ra ngoài. Theo thương tử nguyên đi ra, chỉ là một số nhỏ đỉnh tim bán thánh cảnh. Lưu tại giới kinh doanh bán thánh cảnh, rất nhiều. Con nói, ngươi rốt cục xuất quan. Thương Lâm tu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hoang cổ giới phe phái bán thánh cảnh cao thủ mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều đã nghe nói. Có cái gì tin tức mới nhất? Thương Tử nói hỏi. Hoang cổ giới phe phái đánh bại mộ dung thế gia đỉnh tiêm cao thủ, vài ngày trước nghe nói hướng phía phiêu miểu tiên cung đi, còn tuyên bố đánh bại kiếm giới thập đại thế lực. Diệp Thánh Đạo. Thương Tử lời nói vẫn rất tự tin. Thương Lâm tu thấp giọng nói, mặc dù từng cái thế lực đều có lợi hại bán thánh cảnh xuất hiện, nhưng là những năm này lợi hại nhất một nhóm kia đều đột phá trên cơ bản đều là tại bán thánh cảnh trong yến hội hoàn thành đột phá mặc dù có càng tuổi trẻ cá biệt thiên phú xuất sắc hơn xuất hiện nhưng là không thể nghi ngờ không sánh bằng những cái kia lắng động thời gian rất lâu tu vi mặc dù không có đạt tới cực cảnh nhưng là khoảng cách cực cảnh không xa đến mức thực lực rất mạnh thương tử lời nói nếu bọn hắn lợi hại đều tập kết tại cùng một chỗ vậy liền dễ dàng hơn diệp thánh có chút hưng phấn nói chúng ta bây giờ liền xuất phát thương thiên dịch bay người lên đến hỏi cần mang bao nhiêu người đi thương tử nói không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mở miệng diệp huynh cùng lâm tu ba người chúng ta đi là được nhiều người cũng vô dụng được chưa thương thiên dịch đại khái có thể rõ ràng thương tử nguyên thực lực bởi vậy trực tiếp gật đầu đáp ứng thương tử nói ngắm nhìn phía dưới phủ đệ đừng để hai người bọn họ rời đi giới kinh doanh thương thiên dịch gật đầu thương tử nói ba người chợt rời đi giới kinh doanh đồng thời thương tử nói cũng là minh bạch thương tộc cường giả rõ ràng là để hắn đến giải quyết hoang cổ giới phe phái bán thánh cảnh hiển nhiên là đã sớm rõ ràng hoang cổ giới phe phái nhất định sẽ phái người đến xâm lấn kiếm giới con nói đây không phải đi phiêu miểu tiên cung lộ tuyến diệp thánh nhắc nhở ta biết thương tử nói ánh mắt bình tĩnh tốc độ của bọn hắn rất nhanh phiêu miểu tiên cung đoán chừng đã kết thúc tiêu tộc khoảng cách phiêu miểu tiên cung gần nhất hẳn là bọn hắn mục tiêu kế tiếp nói cũng đúng diệp thánh gật đầu ba người tiến vào một tòa trong thánh thành thông qua không gian truyền tống trận rời đi. Bởi vì tin tức truyền đi rất nhanh, hơn một tháng sau, ba người liền được tin tức, giống như thương tử nói lời nói, phiêu miểu tiên cung cũng bị đánh bại, cầm đầu một tên thiên kiêu, càng là chiến tử. Tin tức này cũng là không có gì bất ngờ xảy ra gây nên đông đảo xôn xao âm thanh. Thập đại thế lực, như thế liền bị đánh bại hai cái. Nếu là thập đại thế lực thật đều bị đánh bại, như vậy kiếm giới còn có người có thể ngăn cản bọn hắn. Không chỉ có thương tộc, thế lực khác cũng là đồng dạng chạy tới liên hợp lại, rõ ràng phần thắng càng lớn. Khoảng cách tiêu tộc mấy ngàn vạn dặm một nơi, xuất hiện một tòa di tích cổ lão. Tục truyền nghe, tòa di tích này khả năng ngược dòng tìm hiểu đến cách nay hơn 10 triệu năm trung cổ thời kỳ. Vùng địa vực này đều thuộc về tiêu tộc địa bàn, bởi vậy tiêu tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua, phái ra đỉnh tiêm cao thủ tiến đến xem xét tình huống. Không dám nói lấy cơ duyên, bởi vì rất nhiều cơ duyên cũng không phải chỉ là bán thánh cảnh có khả năng lấy. Mà giờ khắc này, tiêu tộc đám người lại gặp phải phiền toái. Hoang cổ giới phe phái chiến hạm đã ngăn trở đường đi. Bởi vì có những cái kia không gian truyền tống đại trận, đồng thời khoảng cách lại không xa, cho nên mới rất nhanh. Nơi này dù sao cũng là tiêu tộc địa bàn, cao thủ đều trình diện, nhưng là lúc này bầu không khí cực kỳ nặng nề. Trước mắt chiếc chiến hạm này, có thể nói là tụ tập hoang cổ giới phe phái đỉnh tiêm bán thánh cảnh, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà trong thời gian ngắn, liên tục đánh bại mộ dung thế gia cùng phiêu miểu tiên cung, chiến tích như vậy cũng thể hiện lấy cực mạnh thực lực. Tiêu tộc Tiêu Thiên Kiếm cho tới nay đều là tiêu tộc trọng điểm nhất bồi dưỡng thiên kiêu một trong, đồng thời từng chiếm được tiêu tộc kiếm đạo đại năng truyền thừa, danh xưng tiêu tộc trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thực lực hôm nay đã là đỉnh tiêm bán thánh cảnh tiêu chuẩn. Hơn 2 năm trước kia bán thánh cảnh yến hội, tiêu thiên kiếm tu vi chưa viên mãn, nhưng là tuyệt đối có năng lực tiến tốt 100, giờ phút này tu vi viên mãn, thực lực tiến thêm một bước. Tiêu tộc đương nhiên cũng rõ ràng hoang cổ giới phe phái bán thánh cảnh sẽ đến, bởi vậy không để cho tiêu thiên kiếm đột phá tu vi, cố ý để hắn lưu lại làm nhân vật thủ lĩnh, dùng cái này đến chống cự. Hoa. Hoa. Trên chiến hạm đồng thời bay ra hơn 10 đạo bóng người. Cầm đầu chính là Xích U thần tử. Tiêu Thiên kiếm bọn người như lâm đại địch, thần sắc uy nghiêm. Không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy. Lần này là phiền toái. Xích U thần tử một thân áo bào đen, trên người có chút u ám thánh khí vờn quanh, hắn rất là bình tĩnh nói, kiếm giới thập đại thế lực một trong tiêu tộc. Xem ra thập đại thế lực đều như thế bình thường, một bên Tiểu Hà Dương cười lạnh một tiếng. Nghe nói trong di tích xuất hiện mấy kiện di thần cổ nguyên binh đâu, chìm tháng khẽ cười nói. Di thần cổ nguyên binh, chỉ thần linh đã từng sử dụng tới nguyên binh, có đã từng đạt tới qua thần khí cấp độ, có cũng không có đạt tới, nhưng là có cái giống nhau địa phương, nội bộ ẩn chứa thần linh chi khí, cho dù là bán thánh cảnh cũng có thể thôi động, giá trị khẳng định là xa xa không kịp thần khí, nhưng là sau so một chút thánh khí đều trân quý hơn. Nghe vậy, chung quanh mấy người cũng là mặt lộ ý cười. Di thần cổ nguyên binh, tại bên ngoài, cũng đều là tương đương hiếm thấy. Tiêu Thiên kiếm hướng phía sau lưng đám người thấp giọng truyền âm nói, kéo dài thời gian để càng nhiều bán thánh cảnh đến, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhân số thủ thắng. Nơi này khoảng cách tiêu tộc cũng không tính quá xa, giúp đỡ rất nhanh liền đến. Giết, đoạt bảo. Xích U thần tử thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đối phó ngộ dung thế gia cùng Phiêu Miểu Tiên cung lúc, hai thế lực lớn lưng tựa gia tộc và tông môn, nhân số quá nhiều, căn bản giết không hết, cho nên đánh đến một lần thủ thắng, hoặc là áp chế là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại không giống với hoàn toàn không cần phải vậy trên chiến hạm càng nhiều đỉnh tiêm bán thánh cảnh toàn bộ giết ra trừ phong ngân bên ngoài còn có mấy cái đồng dạng mặt chiến giáp đỉnh tiêm cao thủ đồng thời giết tới khí tức đều là mạnh đến mức đáng sợ trên chiến hạm trọn vẹn bay ra hơn ngàn vị đỉnh tiêm bán thánh cảnh tận lực kéo dài thời gian tiêu thiên kiếm hết lớn một tiếng các loại nguyên binh bỗng nhiên ở giữa đã là đánh tới lập tức huy kiếm ngăn cản tiêu tộc hơn nghìn người cũng đồng thời kéo dài khoảng cách trải qua chuyên môn huấn luyện trận pháp người, lấy mấy chục người làm đơn vị, hoặc là lấy vài trăm người làm đơn vị, kết xuất trận pháp quan ấn. Bộc phát ra uy năng lập tức tăng lên mấy lần. Chương 479: Kiếm đạo bị thương nặng, tự bảo thánh nguyên. Phong ngân một ngựa đi đầu, một thương đâm rách một vị bán thánh cảnh lồng ngực, thánh khí phản phất giống như khối băng giống như phá toái, người sau khí trì đều bị đánh phá, tại chỗ ngã xuống. Bộc phát ra khí thế cường đại, tựa như lửa nóng hừng hực bình thường, làm cho người không rét mà run đây mới là giết ra tới cao thủ. Giống tiêu tộc loại thế lực này bên trong, thiên phú hơn người đồng dạng sẽ rất ít có sinh tử chiến, có khi xông vào này chút địa phương nguy hiểm, mới có thể sẽ có được chân chính lịch luyện. Xa không phải ngoại giới tu sĩ có khả năng so sánh. Hoang cổ giới phe phái cao thủ, tất cả đều cùng nhau tiến lên, đánh ra các loại uy lực đủ để cảm thiên động địa công kích. Có người vây công thi triển trận pháp người, không ngừng oanh kích lấy kết giới. Tiêu thiên kiếm thân ảnh thiểm lược đi lên, đối mặt thế không thể đỡ phong ngân. Bang! một kích va chạm, tiêu thiên kiếm ánh mắt ngưng tụ, phát giác được phong ngân không chỉ có thực lực bản thân cường hoành, trên người áo giáp cũng là cực kỳ không đơn giản. Lại đến, phong ngân khí thế chính vượng, thôi động trường thương trong tay, thánh lực hiển hiện, hai tay nắm chặt trường thương, lập tức mũi thương lắc lư, tại hai bên biến hóa ra hai cây thương ảnh. Mê Long ảnh đâm. Sau một khắc, phong ngân trường thương trong tay rốt cục đâm ra, hai bên trường thương hư ảnh phản phất hai đầu trường xà bình thường, từ hai bên bắn về phía tiêu thiên kiếm. Bá, Tiêu Thiên kiếm cấp tốc vung ra hai kiếm, đồng thời lui về sau đi, đồng thời một kiếm đón lấy Phong Ngân Thương trong tay. Bang! Âm thanh chói tai truyền ra. Phong Ngân cánh tay chuyển động, trường thương lập tức biến hóa, đầu thương từ Tiêu Thiên kiếm trên vai trái xuyên qua. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đem góc áo đâm rách. Liền ngươi có lực phòng ngự chiến giáp. Tiêu Thiên kiếm khóe miệng khẽ nhất, hung hăng một cước đá vào Phong Ngân ngực, người sau bị đau, tại lực lượng khổng lồ bên dưới bị đánh bay ra ngoài bên vai trái bị đâm phá một cái lỗ thủng đằng sau, có thể rõ ràng nhìn thấy, tiêu thiên kiếm trên thân như ẩn như hiện kim ti nhuyễn giáp. Đây là một kiện lực phòng ngự cực cao chuẩn thánh giáp, mặc dù lúc này phẩm chất đã không đạt được thánh giai, nhưng là chia đôi thánh cảnh lực phòng ngự vẫn như cũ có thể nhìn. Nếu là đạt tới thánh giai, một khi bị thôi động, đoán chừng thánh khí đều sẽ bị lập tức móc sạch. Hiển nhiên, tiêu thiên kiếm cũng là có chỗ chuẩn bị. Phong ngân ổn định thân thể, thôi động trên người chiến giáp, không lùi phản công trên người thánh khí ngưng tụ thành một đạo màu xanh cự ưng hư ảnh theo cả người hắn bắn ra chém tiêu thiên kiếm mượn nhờ chung quanh kiếm đạo quy tắc sử xuất truyền thừa kiếm pháp kiếm đạo quy tắc bị dẫn động kịch chiến đám người kiếm trong tay đều tại không bị khống chế lắc lư tiêu thiên kiếm kiếm đạo tạo nghệ tại kiếm giới bây giờ bán thánh cảnh bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu đoán chừng chỉ có thương con giảng hòa thương tử nguyên có thể vượt qua hắn oanh một kích va chạm phong ngân bị đánh lui cho dù trên người có chiến giáp hộ thể, vẫn như cũ là bị không nhỏ thương, giờ phút này chấp thương tay phải chiến giáp trách rưới, hiện đầy vết máu. Phong Ngân cũng không phải là dễ dàng chịu thua người, đứng lên chính là xuất thủ lần nữa. Tiêu Thiên kiếm thi triển kiếm chi lĩnh vực, đồng thời mỗi một kiếm đều dẫn động kiếm đạo quy tắc chi lực. Chỉ bất quá Phong Ngân vậy mà đồng dạng có được lĩnh vực, không kém gì Tiêu Thiên kiếm kiếm chi lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực đụng vào nhau, dù ai cũng không cách nào đem đối phương kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Đỏ U thần tử, sông nhỏ dương, Đại Hà Dương, cùng hai đại cao thủ, Trầm Nguyệt cùng Kỷ không cũng còn không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ đội ngũ đã hoàn toàn nghiền ép tiêu tộc, căn bản không cần xuất thủ, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh là được. Thực lực cùng phong ngân xê xích không nhiều, còn có 5 người, đã phá vỡ mấy cái trận pháp quan ấn. Bọn hắn dù sao cũng là hoang cổ giới phe phái đứng đầu nhất bán thánh cảnh cao thủ, mà hoang cổ giới phe phái bên trong, bài danh phía trên thế giới liền có rất nhiều, đại lục cùng tinh cầu càng là vô số kể. Vẹn vẹn bắt đầu mấy hơi thời gian, tiêu tộc liền tổn thất gần nửa người đây không phải đang tỉ đấu hơi không chú ý khả năng liền vĩnh viễn ngã xuống gặp tiêu thiên kiếm thế mà có thể lấy loại cường độ này ngăn chặn phong ngân mấy người cũng là cảm thấy kinh ngạc đỏ u thần tử nói tiểu tử này thực lực không tệ đều ngăn chặn phong ngân vậy liền ta đi giải quyết hắn mặt phát tố ma y kỷ không cất bước tiến lên đỏ u thần tử gật đầu kỹ không thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ giống như một đạo hắc ảnh giống như bắn ra trong tay nhiều hơn một thanh kiếm một thanh thân kiếm uống lượng mấy đoạn kiếm. Xoẹt xẹt. Kỹ không tốc độ nhanh đến đáng sợ, trong một chớp mắt liền đem kiếm đâm hướng về phía Tiêu Thiên kiếm, đồng dạng có thể dẫn động thánh đạo quy tắc. Cổ sát khí này, khí tức cực kỳ nguy hiểm, để Tiêu Thiên kiếm lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh, kịp thời làm ra phản ứng ngăn cản. Phốc. Tiêu Thiên kiếm bị kiếm khí quẹt làm bị thương, đồng thời bị chấn động đến thân thụ nội thương, hắn lập tức gọi ra một cái chiếc đỉnh lớn màu đen, lấy thánh khí thôi động, trực tiếp đánh ra. Cái này chiếc đỉnh lớn màu đen, rõ ràng chính là một kiện di thần cổ nguyên binh. Không chỉ có là hắn, tiêu tộc mặt khác mấy cái cao thủ cũng giống vậy sử xuất di thần cổ nguyên binh, các loại ác chủ bài cũng là thi triển. Nhưng phong ngân các loại đỉnh tim cao thủ, cũng đều có riêng phần mình thủ đoạn lợi hại. Đồng thời cũng có di thần cổ nguyên binh. Kỹ không lần thứ hai xuất thủ, dùng tuyệt đối thực lực, đâm rách tiêu thiên kiếm trên người thánh khí phòng ngự, hung hăng đâm vào tiêu thiên kiếm trên người kim ti nhuyễn giáp bên trên. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, kim ti nhuyễn giáp mặc dù không có hoàn toàn bị phá hủy, nhưng là va chạm chỗ rõ ràng xuất hiện vết rách. Mà tiêu thiên kiếm xương cốt đều gãy mất tận mấy cái, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến khó chịu. Phong ngân đã sớm lao đến, một thương đâm vào tiêu thiên kiếm lồng ngực. Uống. Tiêu thiên kiếm trên thân thánh khí phun trào, hét lớn một tiếng, cưỡng ép vung ra một kiếm. Kỹ không đã là xuất thủ lần nữa, hội tụ giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, đâm rách tiêu thiên kiếm thân thể. Hai đại cao thủ liên hợp lại, tiêu thiên kiếm căn bản không phải đối thủ, thậm chí không thể có quá nhiều hành động liền bại. Uống. Tiêu thiên kiếm tự biết lui không được, lập tức từ bạo thánh nguyên. Bằng vào kỹ không cùng phong ngân thực lực, còn không cách nào ngăn cản tiêu thiên kiếm tự bạo. Oanh. Bán thánh cảnh cửu trọng, đồng thời nội tình cực kỳ thâm hậu thánh nguồn gốc từ bạo, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Kỹ không cùng phong ngân đương nhiên biết tiêu thiên kiếm chắc chắn sẽ tự bạo thánh nguyên đến lưỡng bại câu thương, bởi vậy trước tiên liền kéo dài khoảng cách. Hai người đều sử xuất tốc độ nhanh nhất, bởi vậy cũng không lo ngại. Người chung quanh liền không giống với lúc trước, không chỉ có hoang cổ giới phe phái người, tiêu tộc cũng có rất nhiều người chết tại tự bạo bên trong. Đáng giận. Tiêu tộc tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Tiêu thiên kiếm thế nhưng là bọn hắn tiêu tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu. Như thế một vị kiếm đạo thiên tài, như vậy vẫn là. Vừa mới rất nhiều người đều muốn đi hỗ trợ, nhưng là căn bản không có cơ hội, có thể nói là tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu thiên kiếm bất đắc dĩ tự bạo. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân, là quá nhanh, từ kỹ không xuất thủ, đến tiêu thiên kiếm tự bạo cứ như vậy một lát sau. Đủ để thể hiện kỹ không cường đại. Kỹ không bay tới trên không, đem rơi xuống chiếc đỉnh lớn màu đen tiếp được, châm chọc nói, đồ tốt như vậy, do ngươi phế vật như vậy đến trưởng quản, thực sự đáng tiếc. Cùng bọn hắn liều mạng. Có tiêu tộc thiên kêu thẳng đến kỹ không bọn người mà đi, đồng thời trực tiếp tự bạo thánh nguyên. Đồ phế vật, tự bạo cũng không đã thương được chúng ta. Kỹ không đem trong tay kiếm thôi động, một kiếm chém ngang ra. Thanh kiếm này, cũng là di thần cổ nguyên binh loại vật này, giá trị quá cao, chỉ có cao thủ hàng đầu mới có thể đạt được. Cho dù là đối với bài danh phía trên thế giới mà nói, cũng giống như nhau. Muốn tới gần kỹ không tiêu tộc tất cả mọi người bị chém thành hai đoạn, nguyên địa tự bạo. ầm ầm Đinh tai nhức ốc tự bạo âm thanh liên tiếp vang lên. Cũng có cá biệt tiêu tộc người quay người chính là phi tốc bỏ chạy. Lưu lại, một con đường chết. Các loại bảo mệnh ác chủ bài đều vô dụng. Chương 480, thương tộc đã tìm đến, kiếm phá chiến khải kỹ không cuối cùng không có khả năng đồng thời ngăn cản nhiều người như vậy tự bạo không ít hoang cổ giới phe phái bán thánh cảnh đều tại tự bạo bên trong chết đi dạng này tự bạo kỹ không cùng phong ngân mấy người cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn tiêu tộc đám người tự bạo cũng tranh thủ thời gian bộ phận tiêu tộc bán thánh cảnh thành công thoát đi chỉ bất quá đứng đầu nhất mấy người đều đã bị chém giết phong ngân đám người cũng không có đuổi dùng tuyệt đối thực lực đánh tan trận pháp rất nhanh chiến đấu liền kết thúc tiêu tộc hơn nghìn người đội ngũ chạy trở về chỉ có mấy chục người mà lợi hại nhất mấy người đều đã vẫn là kỹ không bay tới xích u thần tử trước mặt nói ba kiện di thần của nguyên binh còn có các loại đồ tốt vô số kể dạng này chiếm lợi phẩm đã tốt vô cùng tiểu hà dương nói tiêu tộc đã không có thành tựu ta cảm thấy có thể đi mục tiêu kế tiếp xích u thần tử bỗng nhiên ánh mắt nhìn ra xa phương bắc tinh không nơi đó là mênh mông bát ngát mênh mông cánh đồng bát ngát trên mặt đất vẫn như cũ có khói bụi nổi lên bốn phía nghiễm nhiên là một vùng phế tích đây chính là bán thánh cảnh giao chiến, huống chi là nhiều như vậy bán thánh cảnh giao chiến, thậm chí còn có rất nhiều bán thánh cảnh tự bạo. Mấy người cũng là theo xích u thần tử ánh mắt nhìn đi qua, cái gì cũng không có nhìn thấy. Xích u thần tử khóe miệng lộ ra một vòng không muốn người biết dáng tươi cười, chúng ta mục tiêu kế tiếp đã tới. Mấy chục hơi thở đằng sau, bắt bộ trên bầu trời không khí tốc độ chảy cải biến, hướng phía hai bên phun trào, một cổ bi thế phát ra. Ngay sau đó, một chiếc chiến hạm lái tới. Tiểu Hà Dương mặt lộ mỉa mai, lại có thể có người dám chủ động tới tìm chúng ta. Trừ thương tộc, hẳn không có thế lực khác có lá gan này đi. Đại Hà Dương Đạo Bọn hắn đã rõ ràng, thương tộc tại kiếm giới bên trong, vẫn như cũ có tuyệt đối bá chủ địa vị. Bắt giặc trước bắt vua, đem thương tộc giải quyết, có lẽ còn lại thế lực, đều không cần xuất thủ, chìm tháng vuốt vuốt tóc đen, miễn cười nói ra. Nói rất đúng, từng cái từng cái giải quyết, thật sự là quá phiền toái. Tiểu Hà Dương Đạo Lái tới chiến hạm đúng là thương tộc, là thương tử nguyên một đoàn người thế lực khác cũng có cao thủ chạy tới là bởi vì thương tộc dẫn đầu nếu là không tụ hợp đến cùng một chỗ tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ chỉ có thương tộc dám một mình xuất kích trên chiến hạm nhìn qua phía trước cảnh tượng thương thanh trấn lắc đầu hay là tới chậm bọn hắn biết được nơi này có một tòa di tích xuất hiện biết tiêu tộc người khẳng định sẽ phái ra cao thủ đến đây mà hoang cổ giới phe phái người cũng nhất định sẽ làm như vậy bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vẫn không thể nào vượt qua hiển nhiên tiêu tộc mọi người đã đã chết không sai biệt lắm. Thương tử nguyên trong tay nắm bội kiếm, đen kịch trường kiếm bị vỏ kiếm bao khỏa, lộ ra chui kiếm bộ phận cũng là đen kịch, tại chiến hạm tới gần lúc, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú vào xích u thần tử trên thân. Đám người cùng nhau bay ra. Thương tộc cao thủ mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng là mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng rất tốt, chiến lực vượt qua mấy ngàn người đội ngũ một mảng lớn. Lấy thương tử nguyên, thương thanh trấn, thương cửu huyên, cùng thương thần hoàng bọn người cầm đầu mỗi một cái đều là người thánh cảnh phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ. Cách không xa khoảng cách, Xích U thần tử nói, không hổ là thương tộc, thật sự là lợi hại, còn có nhiều cao thủ như vậy. Thương tử Nguyên duy trì trầm mặt, trên người sát ý lại là dần dần rõ ràng. Đang muốn đi giải quyết thương tộc, các ngươi liền chủ động đưa tới cửa. Phong Ngân mặc dù bị thương, nhưng là đối chiến lực không có ảnh hưởng quá lớn, lại là đứng mũi chịu sào, trường thương trong tay đâm tới. Thương tử Nguyên thân ảnh biến mất, trường kiếm ra khỏi vỏ, cho dù không có thi triển bất luận cái gì thân pháp nguyên thuật, tốc độ y nguyên nhanh đến mức đáng sợ, đen kịt trường kiếm vung ra. Lập tức, chung quanh kiếm đạo quy tắc toàn bộ đều dẫn động, làm cho không gian gây nên một trận bọc nước, quy tắc chi lực tụ tập tại trên mũi kiếm, theo trường kiếm huy động, một đạo phản phất có thể trảm thiên địa hết thảy kiếm khí vung ra. Cái gì? Phong ngân tâm tính không phải người bình thường có khả năng so sánh, đồng thời cũng có thể dẫn động thánh đạo quy tắc chi lực, nhưng là một dạng bị một màn trước mắt giật nảy mình. Dẫn động nhiều như vậy kiếm đạo quy tắc, ngươi xác định không phải đang nói đùa vừa mới tiêu thiên kiếm có được kiếm chi lĩnh vực kiếm đạo tạo nghệ cực cao cũng còn lâu mới có được dẫn động nhiều như vậy kiếm đạo quy tắc đã tới không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì kiếm khí đã chém tới phong ngân lập tức đem lĩnh vực phóng xuất ra phốc phốc kiếm khí chém vào trong lĩnh vực liền phản phất thái thịt bình thường bị trảm phá phong ngân ngăn không được kiếm khí từ trên người hắn chém tới thời gian phản phất đứng im thương tử nguyên ánh mắt băng lãnh trên thân kiếm khí vần quanh phong ngân lĩnh vực bị phá ra cả người từ trong hư không xuất hiện trên người áo giáp xuất hiện một đạo vết tích sau đó trực tiếp chia làm hai bộ phận sắc mặt trong nháy mắt tái nhật không máu lập tức lui trở về vừa mới nếu không phải trên người chiến khải hắn tuyệt đối sẽ bị chém thành hai đoạn hắn lúc này lòng còn sợ hãi vừa mới cái kia cổ đến từ đáy lòng hàng ý là rõ ràng cảm nhận được sau lưng một đám thương tộc thiên kiêu sĩ khí tăng nhiều lớn tiếng gầm rú trái lại hoang cổ giới phe phái đám người sắc mặt biến hóa không chừng đương nhiên mấy cái đỉnh tim cao thủ không thể lại bị chấn trụ. Kỹ không nói, thật là lợi hại một kiếm, dẫn động nhiều như vậy kiếm đạo quy tắc, tạo nghệ kiếm đạo của hắn tại phía xa trước đó người kia phía trên. Dạng này một kiếm, cũng không dễ dàng tiếp chìm thắng đạo. Tiểu Hà Dương cùng Đại Hà Dương cũng không thể không thừa nhận thương tử nguyên kiếm đạo tạo nghệ. Xích U thần tử thẳng nhìn chầm chầm thương tử nguyên, cười nói, các hạ, hẳn là kiếm giới mạnh nhất bán thánh cảnh đi. Thương tử nguyên cao mày nói, ngươi là đến nói chuyện trời đất. Ha ha, Xích U thần tử một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, người dạng này kiếm đạo cao thủ, mặt khác tứ đại thiên vực bên trong cũng không có mấy cái, bởi vì đa số đều đã bị ta giết, không nghĩ tới còn có thể lại giết một cái. Thương Tử Nguyên không nói lời nào, kiếm trong tay lần nữa huy động. Muốn cùng thần tử điện hạ giao thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Kỹ không thân ảnh biến mất, dẫm ra quỷ dị bộ pháp, kiếm trong tay nhanh đến mức bán thánh cảnh cao thủ cũng thấy không rõ vết tích. Thương Tử Nguyên kiếm, lần nữa tùy tiện dẫn động kiếm đạo quy tắc tùy tiện vung ra một kiếm liền có thể dẫn động đại lượng kiếm đạo quy tắc vi năng phi thường đáng sợ bình thường bán thánh cảnh cao thủ một kiếm đều không tiếp nổi kỹ không cũng là nhất đẳng cao thủ miễn cưỡng tiếp nhận thương tử nguyên ba kiếm tại kiếm thứ tư bên trong bị đánh lui